Mình xin cập nhật cái tình hình dòng bắp của mình hôm trước ha. Hôm trước, video hôm trước thì mình quay vào ngày 5 tháng 5. Còn hôm nay là ngày 29 tháng 5 rồi. Trải qua hai mươi mấy bữa rồi. Hôm bữa quay thì mới bỏ hộp thôi. Còn tính tới điểm hiện tại thì nó đã lên khá cao nha mọi người. Đây, cái đây là cái dòng mà hôm trước mình bỏ đây. Đây là trong cái dòng mà thì mình bỏ tổng cộng tới 3 đợt lận. Đây là đợt đầu nè. Mình cũng không nhớ ngày nữa. Nhưng mà với đến thời điểm hiện tại thì nó đã ra bông rồi. Bông ra trái. Trung bình thì mỗi một cây nó sẽ cho ra 2 trái nha. Mỗi cây nó sẽ cho ra 2 trái. Cũng có cây cho 1 trái nữa, mà đều mấy cây này nhìn nó ấm nhất ấm nhau mà. Không bự lắm, không mập lắm. Đó. Đây là cái lứa đầu tiên nè. Lứa này thì lứa thứ hai. Đây, lứa thứ hai đây. Lứa thứ hai là cái hàng này. Đây, hàng này đây. Đây là lứa thứ hai. Lứa này có vẻ cây nó mập hơn. Nó muốn sắp có bông nè, lứa thứ hai. Còn cái hàng này là hàng lứa thứ ba. Đó, lứa thứ ba là cái lứa mà mình quay cho các bạn coi hôm trước đó. Là lứa. Thì cái chỗ vị trí này thì đất nó hơi dẻ nè. Nhưng mà nhìn nó cũng lên cũng tốt nè. Để so về kích thước đó, thì đây. Chỗ đất này thì cây nó nhìn nó ốm hơn hẳn so với cái cây ở đất xốp nè. Đây mình quay ở một cái cây đất xốp cho các bạn coi ha. Đây. Thân nó bự hơn này. Thân chỗ cây đất xốp nó bự hơn nè. Đó. Đây. Đây là thân của cây đất xốp nè. Khá là bự ha. Đây nè. Đây là chỗ vị trí đất tốt ha. Còn ở chỗ này là cái vị trí mà đất nó dẻ nè. Như cây này. Còi cọc ha. Đây là chỗ cái cây mà vị trí đất xấu nè. Nhìn nó ốm nhách ốm nhom mà. Đây, vị trí đất xấu. Đó. Còn những cây ở đất màu mỡ hơn thì nhìn nó mập cây hơn. Chẳng hạn như hàng này đi. Bỏ chung với nhau mà. Thân nó quá trời bự luôn nè. Cây này được 2 trái nè. Còn cây này thì thấy con trái mà ốm quá. Cây này cũng một trái. Ở đâu? Có một cái trái khá là nhỏ đây nữa. Cây này cũng 2 trái. Sẽ có cái thì gâu gâu tím, có cái gâu xanh nè. Đây, cái bông đó đây. Cái bông đó. Này phấn nè. Không biết camera có quay được phấn không ta. Mình rung ha. Mình không thấy đó nhưng mà mắt thường thì có thể là thấy phấn đang đang rơi á. Thì phấn nó sẽ lọt xuống này nè, đây là nhóc phấn này. Đấy, cây này sao nó đẹp quá không biết nè. Mà chả thấy trái luôn. Chắc cây bắp đực quá. Cây này cũng vậy luôn. Hai cây luôn. Chả thấy trái chằng vậy luôn. Thằng này cũng vậy luôn, thằng này cũng chả thấy trái luôn.
không biết là không có hay là chưa ra ta. Lo mấy cái nắp thì không thấy luôn, chắc tôi bắt địch. Cái này thì nó có này, cái này thì được một trái thôi. Cái được hai trái. Dâu nó dài. Lúc này trời cứ mưa hanh hanh. Mưa rào cái lại nắng. Cái này cái bông nó ra, mới ra. Đây là cái dòng chen thêm. Dòng đợt thứ ba này. Trong đây nó bị che nắng, mấy cây nó bự nó ăn nó hết nắng này. Cái này cũng được, cũng mập này. Như thằng này nó nằm ngoài khơi mà nó mập thô lỗ luôn. Có hai bông đây. Trời chuẩn bị mưa đó mọi người. Đợt bắp bỏ thêm này. Để dừa hạt á. Chen vô đây, chen nó chạy chắc nó bị ốm, nó thiếu nắng. Thôi. Bảy. Này được chấp bự rồi. Đợt thứ hai thì nó cũng sắp chỗ bông luôn à. Hàng này là nó cũng có em chỗ bông rồi, nhưng mà đợt này thì nó bự hơn. Đợt hai này có hàng sắp có bông. Còn dàn đầu đũa. Hôm trước không có dàn đầu đũa. Ok, mình sẽ kết thúc video tại đây. Cái dòng file hôm trước, nhớ là hôm ngày 5 tháng 5 mình quay thì nhớ không làm là mấy cái file nó chưa lên. Còn bữa nay là 29 tháng 5 mà file nó lên rồi. Khoai tự. Ok. Thì để một vài ngày nữa mình sẽ cập nhật lại cái tình hình phát triển của mấy cây cho bạn xem ha. Này được dạng ớt rồi. Dạng ớt quá trái rồi. Nhưng này đây. Trái quá trời trái luôn.